Vâng, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và xem những video clip về giới thiệu xe cũng như là bàn giao xe nhé. Hôm nay thì là em đang có mặt tại công ty ô tô Phú Cường để quay cho anh em xem một trong những cái siêu phẩm mà em sẽ tiếp tục bàn giao cho vị khách hàng, một anh khách hàng đã chốt rất là nhanh gọn tại Bình Dương. Thì cái siêu phẩm mà em muốn đem đến cho anh em trong cái video clip này là con xe tải Zac 5 chân. Đây là dòng xe tải có thể gọi là đối thủ cạnh tranh truyền kiếp đối với cái dòng xe tải Chen Long đó. Thật sự là nếu mà anh em mua hai dòng xe tải hiện tại trong phân khúc 5 chân mà liên danh của Trung Quốc, hàng nhập khẩu nội địa nha, có thể gọi là ngon nhất thì em nghĩ chắc chỉ có Chen Long với lại Zac 5 chân là cháy hàng luôn. Còn hổ vồ thì phiên bản hổ vồ mắc á, thì em sẽ cập nhật cho anh em, tại hiện tại là xe nó đã có xe và có giá rồi. Sự kiến vào đầu tháng vào tháng 10 sẽ có giá lăn bánh tại tỉnh cho anh em để anh em có thể cập nhật dòng hổ vồ phiên bản hổ vồ mắc nha. Thì cái đó thì để nói sau đi, quay lại nói về con xe tải sau lưng em ha. Rồi đây em sẽ chia sẻ cho anh em thêm một xíu câu chuyện về nhân duyên mà em làm việc được với anh này, hay lắm. Vâng, thì sau khá là nhiều video clip em đã giới thiệu cho anh em về con xe tải Zac A5 5 chân này, thì nó đã có các phiên bản như là màu trắng nè, màu xanh, màu ghi xám, hay gọi là màu xám xi măng như cái con xe mà em đang quay cho anh em xem á. Thì cái dòng xe tải này đã được rất là nhiều anh em tài xế săn đón cũng như là mua trong cái thời điểm hiện tại. Đợt trước thì sư em nói là cái đợt trước xe này đặt rất là lâu do bị thiếu linh kiện rồi bị kẹt hải quan, thiếu dịch bệnh á, cho nên là nó bị kẹt hải quan chưa đưa về cho anh em được đúng cái tiến độ xe, làm anh em chờ khá là lâu. Nhưng mà hiện tại á, là với cái lô đời 22 vào cái tháng gần cuối năm 22 này á, thì Zac A5 5 chân đã có đủ hàng để kịp cung ứng cho thị trường cũng như là đem đến cho anh em những dòng xe tải tốt nhất đó. Thì Zac con này hiện tại là em đã được một vị khách hàng tại Bình Dương, khi nào mà em ra biển số rồi thì em sẽ cho anh em xem chính chủ con xe này ha. Thì ảnh đã xem con ba giò nhưng mà đã cân đối lại về mặt hàng cũng như là cái lượng tiền ảnh bỏ ra nó vừa phải, thì ảnh đã quyết định lấy con 5 chân này về để phục vụ hàng hóa của mình. Thứ nhất á, là bây giờ cái việc cấm tải cũng rất là gắt gao đối với công an, cho nên là lấy 4 giò đôi khi nó bị lỡ cỡ chạy hàng 21 tấn hoặc là 2 tấn thì nó sẽ hơi là khó đó, cho nên là anh quyết định lấy con này thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ đủ tải thì đã bị công an dòm ngó hơn, đó là cái vấn đề chính. Ngoài ra đối với dòng Zac 5 chân này, nó sẽ lại được một cái là anh em sẽ có được một sản phẩm hiện đại nhất trong cái phân khúc xe tải Zac 5 chân, và đặc biệt nữa là nó sẽ được sử dụng sở hữu nóc cao 2 giường nằm nha anh em, nóc cao 2 giường nằm. Và giá của nó đang rất là mềm, 1.580.000.000 là xe thùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ, là xe thùng có bạc luôn. Còn nếu anh em không lấy bạc, em thì em làm việc với khách hàng á, là ngay từ đầu là không lấy bạc, tại vì là bạc của đại lý đôi khi nó hơi mỏng, ảnh hưởng đến cái chất lượng anh em chạy hàng, nó sẽ dễ bị rách, cho nên là em sẽ để xe thùng như thế này thôi đó, gọi anh em về tự may bạc đó. Thì là 1.575.000 xe thùng chỉ cho bao gồm chi phí giấy tờ nha. Đây là mặt ga lăng con xe tải Zac 5 chân của mình ha. Anh em thấy đây. Đó, này là cụm đèn dành riêng, thiết kế dành riêng cho phiên bản của Zac A5 nha anh em. Là nó luôn luôn có một dải đèn mi như thế này ở đây, khi bật đèn lên nó sẽ sáng rất là đẹp luôn. Đèn vi cầu Rosetta. Đây là cái phần đèn cản ở phía dưới. Đó. Phần ba đời sóc của mình thì nó được thiết kế dập nổi, có những đường mạ chrome, cái này là nó thiết kế giống như những cái phiên bản Zac A5 phiên bản 2 chân, 3 chân, 4 chân đều có kiểu thiết kế như thế này, nhưng mà nó chỉ thay đổi về cái phần là nóc cao hoặc là nóc thấp thôi. 4 giò thì nó có phiên bản nóc thấp ha. Đó. Rất là tuyệt vời ha. Rồi, quay kỹ cận cảnh luôn nè. Đó. Dòng này em đã giới thiệu khá là nhiều cho anh em rồi, cho nên là em nghĩ là em sẽ để cái phần cảm nhận xe cho anh em tự chiêm ngưỡng về vẻ đẹp con xe này ha. Đó. Đó là cái phần tổng quan về cái phần ngoại thất của con xe tải Zac A5 này. Em sẽ đi sâu hơn một xíu về cái phần thùng xe ha, và cũng như là vòng vòng ngoài.
đây là thằng ba cái bật lên xuống, mà bật lên xuống này giống như con hổ vồ vậy anh em đó. Và vỏ con này hiện tại đang xài vỏ là vỏ châu danh, vỏ 12, vỏ 12 mâm 22.5, vỏ bố thép. Và con này á nó sử dụng là vỏ không ruột nha anh em đó, vỏ không ruột, động cơ là động cơ du chai 350 mã lực, động cơ đây đó 350 mã lực, 6 máy nha, nó bằng với con Chen Long luôn, bằng với Chen Long luôn, và hai con này sử dụng chung động cơ nha. Đó, khác nhau của dòng 2021 đó, hay đến 2022 á, là nó sẽ thêm cái chữ A5 này và 350 để cho chúng ta biết được cái mã lực con này ha. A5 là số loại của con xe này. Cặp gương của chúng ta nè, rất là to ha. Đó. Gương chỉnh điện có sấy gương, đàng hoàng đầy đủ hết. Thùng hiện tại thì con này hiện tại đang ở mức thùng siêu dài luôn, là 9m7 chiều dài, 9m7 chiều dài, rộng là 2m360 và cao là 2m150 tính từ mặt sàn lên tới hết đỉnh kèo. Dòng này hiện tại nếu anh em muốn nâng nâng kèo lên thì có thể là nâng ngang ngang với đầu cabin là vừa phải, còn nếu anh em mà muốn nâng kèo lên 2m6 gì đó thì phải bắt buộc là sau 6 tháng làm hồ sơ cải tạo lại thì anh em mới nâng kèo được nha, nâng kèo hoặc là hạ tải, mấy cái đó thì sau 6 tháng mình mới làm hồ sơ cải tạo được đó. Thùng bổng con này nếu mà so ra so với Chen Long nha, này là theo cảm nhận của em trực quan luôn, em cũng làm Chen Long khá là nhiều rồi, phiên bản 5 chân làm cũng rất là nhiều, thì cảm nhận của riêng của em á, là Chen Long, thùng của Chen Long nó sẽ mỏng hơn thùng này, đó là chia sẻ thật sự luôn, mỏng hơn, nhưng mà tuy nhiên nó mỏng vậy thôi cũng không nói là cái thùng này quá cứng. Thiết kế nhìn nó cứng, nhưng mà giờ anh em nên gia cố lại những cái phần đường mối hàng này kia, nó thuộc dạng hàng này hàng chấm bon, cho nên là nó cũng không được chắc chắn lắm. Đẹp thôi, đẹp mã, nhưng mà cũng cứng, cũng khá là cứng đó. Không, dàn chuồng heo của mình thì anh em thấy cái dàn chuồng heo á là ở cái trụ đầu tiên đó, ở cái trụ đầu và cái trụ cuối cùng đó, thì nó mới được làm theo cái kiểu là kèo u thôi, kèo vuông, còn mấy cái ở giữa của chúng ta là toàn bộ kèo nó sẽ là kèo kẽm hết nha. Đó, nó là một cái hạn chế. Chen Long á, nếu mà thùng không dĩ á, là mỗi cái trụ u vậy, nó sẽ là để là trụ vuông, kèo vuông đó, một cái khác nhau nữa. Bẩn thì dích ngoài á, thì bằng inox 430 6 gem, ở trong là tên kẽm 6 gem, sàn là sàn sắt, mấy cái đó thì không nói đi ha. Đây phần hệ dàn chân của chúng ta nha. Đó. Bốn cái bình hơi, bốn cái bình hơi, và cái phần này là cái phần dò giữa, cái dò giữa của chúng ta đây. Đó. Đi sâu hơn ha. Đó, lăn hạ ha, có bóng hơi ha. Đó. Rất là dễ. Thấy không? Rồi. Cái phần nói về cái phần xe, con xe tải dắt 5 chân này á, nó sẽ có một cái rất là hay, là đà của nó đây, anh em thấy đà của nó là đà sắt gỗ, đây như anh em thấy nó là đà sắt gỗ nha, sắt gỗ xen kẽ, thì khi anh em chở quá tải đối với cái dòng xe tải dắt 5 chân này á, chạy rất là khỏe đó, phải không? Rất là nhiều khách hàng họ chấp nhận bỏ một khoảng thời gian rất là dài ra để sở hữu con xe tải dắt 5 chân này, bởi vì cái độ bền bỉ cũng như là cái chất lượng khi mà dòng dắt 5 chân này cho ra đời, cho nên là anh em lựa chọn đầu tư của xe tải này em nghĩ sẽ rất là đáng đồng tiền để bỏ ra nha. Đó, rồi cho chúng ta hãy đến cái phần nội thất bên trong xe cái nha. Rồi đây, đối với dòng dắt 5 chân này á, nội thất bên trong của chúng ta sẽ có cái gì? Thứ nhất là ghế của tài sẽ là ghế hơi, còn ghế của phụ á, thì vẫn là ghế thường nha anh em. Bạc á, thì bên nhà máy nó cho cái tấm bạc phủ như thế này, xe bên ngoài Bắc chạy vô là luôn luôn có tấm bạc phủ màu xanh như thế này nha. Đó, hai giường nằm nha. Đó, cabin hai giường nằm nha. Cái này về chắc anh em bọc Simili 5D lại được, chứ để không nhìn nó hơi dơ. Giường cũng khá là rộng, giường bằng giường da, bằng da nó hơi hầm, nếu mà anh em về nó tốt nhất là nên bọc lại. Đó, bộ đồ nghề theo xe, bộ đồ nghề rất là to luôn ha.
hộp số thì đối với cái dòng này là hồi xưa con này là sử dụng hộp số 10 cấp đó, hộp số 10 cấp nó nhiều cấp số hơn Trang Long. Trang Long có 8 cấp số thôi. Này là nội thất của con Jack A55 chân nè đó. Nó trang bị cũng khá là nhiều, đầy đủ. Jack 5 chân thì em nói cho anh em là nó không cần phải có camera theo nghị định 10, chỉ áp dụng đối với đầu kéo thôi nha anh em. Anh em nào muốn lắp thì lắp, còn không muốn lắp thì thôi cũng không sao, cũng chưa có công an, cũng bên phòng công an á nó cũng chưa có yêu cầu đó. Đây là mặt bàn thờ xe nè, vô lăng nè, các thông tin thêm tới mặt tốc lô xe nè đấy không. Đây cửa ha, rất là đầy đủ rồi. Đó là toàn bộ cái phần nội thất của con xe tải Jack A55 chân, để chốt cho anh em xem về con xe của mình đó. Rồi em xin được có một xíu thông tin để cho anh em biết để đầu tư xe nha. Rồi thì bây giờ em sẽ thông tin cho anh em thêm về cái cách để anh em có thể lấy được con xe tải Jack A55 chân này về. Thứ nhất á, là bây giờ mình nói về cái phần mua xe tiền mặt đi. Tiền mặt đó thì đơn giản thôi, thì con này hiện tại đang ở mức giá là 1.575.000.000 là xe thùng, chưa bao gồm chi phí giấy tờ thì lăn bánh tùy tỉnh đăng ký xe gần đó. Thì nó dao động từ 55 đến 60 triệu là tiền đăng ký đối với cái phiên bản 5 giò. Rồi thêm một cái nữa thì là tiền mặt thì anh em chỉ cần là đóng tiền vào đặt xe rồi giao xe, câu chuyện nó không có đơn, nó rất là đơn giản, không có vấn đề gì cả. Còn nói về cái phần trả góp á, trả góp thì bây giờ với cái tình hình mà ngân hàng cho vay hiện tại á, nó bị đóng râm, thật sự là vậy, nó đang bị đóng râm cho nên là cái tình hình giải ngân nó rất là căng thẳng. Bây giờ đó với những dòng xe lớn mà vay ra 1 tỷ á, đôi khi là cái thời gian mà sau khi ra biển số đó, khi giải ngân á, nó sẽ mất một khoảng thời gian khá là dài cho anh em. Nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và hiện tại để mua xe thì em sẽ làm cho anh em ở hai đài. Thứ nhất là làm ở bên chỗ VPBank ha, VPBank. Thì đối với con xe tải này nè, con 5 chân này nè, ngân hàng hiện tại đang hỗ trợ cho vay tối đa là 1.170.000.000 là xe vô thùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ á, là ngân hàng hỗ trợ được 1.170.000.000 đó. 1.170.000.000 đó thì lấy tổng giá trị xe thùng cộng với chi phí giấy tờ, trừ ra cái phần tiền ngân hàng cho vay là ra được cái phần tiền mà anh em trả trước bên cho bên nhà xe. Khi mua bên ngân hàng thì là bên ngân hàng đó là em làm cho anh em bên ngân hàng VPBank ha, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Thì bên ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nó sẽ có hai gói bảo hiểm. Thứ nhất là gói bảo hiểm thân vỏ, thì nó gói bảo hiểm thân vỏ nó dự kiến đâu có khoảng tầm 20 hơn hơi xíu. Và cái bảo hiểm nhân thọ hiện tại anh em mua xe ở mức độ thấp nhất thì cái bảo hiểm nó khoảng tầm là 15 triệu, anh em có thể mua theo gói hoặc là mua trong năm đầu tiên rồi không mua nữa. Thì cái đó bên ngân hàng họ bắt buộc hiện tại là phải có cái đó mới giải ngân được. Và cũng có nghĩa là nói chung là bây giờ mua xe là phải cài kèm theo hai cái đó, mua xe lớn thì phải chấp nhận. Rồi thêm một cái nữa, nếu anh em muốn đầu tư với mức trả trước thấp hơn so với các ngân hàng thì anh em có thể làm qua bên chỗ công ty cho thuê tài chính Chile đó, thì là ngân hàng bên chỗ em đang công tác luôn. Thì em cũng đã làm việc và đã ra biển số cũng khá là nhiều xe. Khi làm đối với những công ty vận tải này kia, họ muốn đầu tư xe thì họ thường về bên Chile, tại vì họ không, nó bên đó nó không có giới hạn cái việc là cho vay bao nhiêu, và cái thủ tục nó cũng đơn giản hơn một xíu đó. Thì anh em vay bên Chile thì nó sẽ có một cái gì, là cái thứ nhất á, là khi mà mua xe ngân hàng họ sẽ hỗ trợ là 75% dựa trên giá trị xuất hóa đơn, là sao, có nghĩa là giá trị xe bao nhiêu nhân cho 75% là ra được phần tiền đó, cũng như là ngân hàng hỗ trợ cho vay luôn là cái phần phí trước bạ cũng như là cái bảo hiểm thân vỏ đó, thì nó sẽ không có bán bảo hiểm nhân thọ, thì có anh em đã được cái phần tiền đó. Ngoài ra thì là nó, nhưng mà nó sẽ có một cái là một cái khoản bảo hiểm khoản vay ít hơn bảo hiểm thân vỏ một xíu rồi ha, có nghĩa là cho vay 75% giá trị xuất hóa đơn, cho vay phí trước bạ, cho vay bảo hiểm thân vỏ luôn. Anh em chỉ mua bên họ là cái bảo hiểm khoản vay thôi, đảm bảo khoản vay đó. Thì thêm một cái nữa là đối với cái phần này thì ngân hàng hỗ trợ cho vay là tối đa là 5 năm, ngân hàng bình thường là cho vay tối đa là 7 năm. Đó là một cái hạn chế, bởi vì anh em mua xe mà với mức độ quá nhiều trên 1 tỷ mà vay 5 năm đôi khi là cái phần dòng tiền anh em xây hơi khó, thì cũng ngân hàng cũng đó đang bên đó cũng đang trình xin 7 năm để cho anh em vay. Và nó chỉ có một cái như vậy, là sau khi mà hết thời gian hợp đồng
anh em mua lại tài sản thì bên chỗ đó xuất lại hóa đơn rồi cho anh em mua lại tài sản bên nó, thì nó sẽ anh em phải mua thêm cái phí là 3% dựa trên giá trị xuất hóa đơn bên nó đó. Thì sau khi mà làm việc trực tiếp với ngân hàng, họ sẽ kê cho em một cái bản tính chi tiết thì anh em xem vào và tư vấn thêm về cái thủ tục chính xác, thì anh em sẽ hiểu rõ hơn vấn đề đó, thì xử lý cũng dễ thôi. Ngoài ra về thủ tục mua xe thì là bao gồm là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn. Khi trước khi làm xe, em khuyên anh em, nếu anh em đã cộng tác, đã xem video clip em rất là nhiều, thì em luôn luôn có một câu nói là thà là em chuẩn bị kỹ cho anh em trước giai đoạn đầu, để anh em khi nhận làm hồ sơ nó sẽ nhẹ hơn là cái việc là em cứ nhận đại hồ sơ sau đó rồi em báo cái tiền cái lịch sử ngân hàng anh, khi anh em bị nợ xấu này kia lại mất thời gian đó. Thà là em nhận hồ sơ rồi em tra thông tin trước, ngân hàng xác nhận khách hàng này ok nè, anh nhận hồ sơ đi, em làm hồ sơ rồi thì có xác nhận bên ngân hàng, thì lúc đó em nhận cọc thì nó khỏe hơn, đỡ mất thời gian anh em mình, và tỷ lệ đậu hồ sơ nó gần như là 100%, chứ không có vụ bây giờ nhận hồ sơ trước cho đã rồi cuộc làm hồ sơ không ra tả cọc mất thời gian lắm. Thật sự làm xe lớn rất là mất thời gian đó. Thì em sẽ đảm bảo cho anh em được cái gọi là cái đầu ra, đảm bảo được đầu vào để có được một cái kết quả đầu ra tốt nhất. Rồi thì đó là những cái tâm sự mà em muốn chia sẻ cho anh em trong cái thời điểm hiện tại khi mua xe. Và đặc biệt em sẽ có một buổi lễ bàn giao xe con dắt A5 năm chân này cho anh khách ở Bình Dương, anh em nhớ đăng ký đón thêm nha. Bật kênh YouTube của Quan Tâm Xe Tải lên để cập những video về xe tải, sẽ rất là điều những điều nhiều điều hay để chia sẻ đến anh em ở từng thời điểm khác nhau. Giá xe sẽ được cập nhật liên tục để cho anh em nắm ở từng thời điểm, nhớ liên hệ với em để có được cái giá tốt nhất có thể nha. Chào mọi người.